Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello, xin chào các bạn. Trời ơi, đang ngồi chơi uống nước mà con chó nó lên đây này. Thằng này là thằng phèn. Thằng này là thằng thằng này là thằng bực đây này. Thằng bực, chó bực. Thằng này là chó phèn. Chó phèn chó cái. Thằng kia là thằng cu kỳ. Thằng chó kỳ kỳ. Kỳ nó nhát. Trời ơi, mình đang ngồi uống nước. Tại video lên YouTube. Và đang uống Coca-Cola đây. Trời ơi, nó nghịch quá, mấy con chó này nghịch quá. Đây, con chó này rất là đặc biệt nha các bạn. Đây, ở trên lưng nó có cái xoáy rất là lạ kỳ. Kỳ lạ lắm. Đây, này, chó cái. Chó cái mà đi với toàn chó đực không mà không mang bầu. Đấy, vậy mới hay. Năm nay mấy tuổi rồi hả? Chó. Nhà, bạn gái thì không có, nhưng mà chó thì phải có một con nha các bạn. Yeah. Rồi, coi coi răng coi. Răng nó lớn rồi, con chó này lớn rồi. Hai chào các bạn, đằng sau mình có rất nhiều bức tranh nha các bạn. Đây, đang tải video lên YouTube. Đang uống nước ở quán, mà quán này có mấy con chó. Chó nó đang tuần tra, nó gặp mình, nó ngồi chơi. Đây, này nữa, này leo lên ghế nữa làm gì đây? Hả? Leo lên ghế làm gì? Đấy, lại leo lên bàn, đi chỗ khác. Chó đực đi chỗ khác. Làm như tao chờ bạn gái mày hay sao á. Đi chờ giờ khác đi. Bắt tay. Xin chào mày. Còn thằng mà kia làm gì đằng sau đấy? Còn thằng cây cây thì cứ đi đằng sau. Cũng làm gì đấy? Ngửi đất hả? Đây, các bạn nào thích nuôi chó không? Mấy con chó này quậy quá. Đứng lên trên, ngồi lên trên bàn luôn. Cái bàn này là một cái bàn gỗ nguyên khối nha các bạn. Đây. Này mình quay cho. Bàn gỗ nguyên khối. Đây. Hôm nay mình ngồi đi uống nước mà mấy con chó này nó nghịch ngợm quá. Đấy, thằng này là thằng mực, thằng đen đây này. Đấy. Con chó mực, còn chó này chó phèn. Ở miền Nam gọi là chó vàng này, như thế này gọi chó phèn. Giống chó Phú Quốc đó các bạn. Đây, còn Phú Quốc này vậy. Để uống cốc nước ra rồi nói chuyện. Đấy, các bạn có thích con chó không? Đây là giờ mình đi ngồi ở quán nước nha các bạn. Một quán nước này không phải là quán nước chó, mà mấy con chó này là gì? Là trong giữ khu vực này á, ba con thường đi tuần tra vào ban đêm. Đấy, hiện giờ nó đi tuần tra xong về nó nghỉ ngơi đây. Đấy, con này là con cái, chó này là con chó đực, con chó đen bên đằng kia cũng là con chó đực nha các bạn. Đây, đấy, cắn ghế tùm lum tà la đi, ngứa răng đi, cắn ghế xong rồi không có tiền đâu mà đền. Cắn nhai xương không nhai, bắt tay cái bạn chó, bạn cuốn cookie. Đây, đằng sau sống lưng của nó đây này. Đấy, có cái sống lưng, có cái sống lưng rất là tuyệt vời, có xoáy rất là đẹp. Đây là người quản lý của quán. Xin chào các bạn, hiện giờ con chó này vẫn ngồi để chơi với mình. Bây giờ mình sẽ đi quay vòng vòng khu vực này nha cho các bạn nha. Bắt tay nha. Ngon, ăn cơm chưa? Hôm nay ăn cơm chưa hả? Ăn cơm với gì đây? Ăn cơm với xương là với cá là với thịt hả? Đây, tôi cho nằm trên bàn đấy. Đấy, thằng Cookie này đi đâu đây hả? Đi tuần tra đi, đi coi nhà coi cửa đi. Đi đây làm gì? Đằng trước đây có vài chiếc xe đạp cổ này các bạn. Đây, chiếc xe đạp này có bông, có hoa treo trên đây luôn. Đằng trước đây là một ngôi nhà cổ nha các bạn.
đấy. Ui, mình quý nó cũng quý mình à, bác ơi. Nhà cháu cũng nuôi chó, nuôi nhiều. Nó có mấy cái xoáy trên lưng nè. Đây nè bác. Chó Lai Phú Quốc. Dạ. Mấy bữa mà mang bầu nữa là mệt. Đẻ mấy con nữa, chó Phú Quốc. Mà có giống đực Phú Quốc ở đây không chú? Không. Đấy chó là Lai Phú Quốc ở đây. Chó này ngoan đấy. Còn chó Phú Quốc này rất là khôn. Nó thường đi tuần tra xung quanh khu vực này nha các bạn. Đây, ở đây có nhà cổ. Đây, ở đây đằng trước có những chiếc xe đạp. Đây có 3 chiếc xe đạp. Xe đạp mà thời xưa. Nhìn cái về xe là biết là thời xưa rồi nha các bạn. Đây. Chó này rất là khôn. Nó nằm lên một cái tấm bàn bằng gỗ dài khoảng 10 mét. Rộng bao nhiêu mét thôi? Rộng bao nhiêu? 1 gang, 2 gang, 3 gang là 2 gang tay là 40, khoảng 50. Nè, rộng khoảng 50, dài khoảng 10 mét. Đây là một cái cây gỗ, miếng gỗ nguyên khối nha các bạn. Đấy, rất là tốt. Đằng trước đây có những bức tranh rất là đẹp. Tranh hoa súng này, tranh thời xưa. Đằng trước có những bức tranh cô gái. Đấy, nhìn rất là đẹp. Ánh đèn mà rọi kỹ rất là đẹp. Đấy. Ở đây có những chữ hoa hay là chữ ngôn thời xưa hay sao mình không biết nhưng chữ này. Đây treo những câu đối, câu thơ. Đây, ở đây có rất nhiều câu thơ. Ở trên đây là một bức tranh điêu khắc bằng gỗ nha các bạn. Giống như diễn tả về thánh gióng thời xưa leo lên lưng ngựa và đánh đuổi giặc ngoại xâm nha các bạn. Đây. Sau đó bay về trời. Ở đây có 2 câu đối được làm bằng gỗ luôn. Qua đây đấy, con chó đang theo mình thì là khách thôi, mình thì hay đến quán đây này mình ngồi. Ở đây là 2 cái cổng cổ nha các bạn, cổng thời xưa, cổng làng thời xưa. Đây ở trên đây có một cái đèn giống như đèn lồng trên đầu mình giống thời xưa, sao rất là sáng. Đây, ở đây có những miếng gỗ được điêu khắc, chạm khắc rất là tuyệt vời nha các bạn. Mình thì quay ban đêm, đây rất là tuyệt vời. Đây, những hoa văn. Đây. Chà, hết uống rồi nha. Giỡn quá. Chết rồi, con chó nó uống nước ngọt của mình rồi. Trời. Mày hư quá, mày uống nước của tao rồi. Uống nước ngọt của tao rồi. Tao lấy gì uống? Trời ơi. Đây, ở đây có nhận một bức tranh đồng hồ nha các bạn. Đây là bức tranh bắt gà. Đây, ở bên đây cũng có một cái bàn gỗ. Nó đẹp. Nó rộng cũng khoảng 1, 2, 3. Ôi ơi. Trời. Này rộng khoảng 60 luôn ấy. Tấm này rộng khoảng 60. Đây có nhiều tranh đồng hồ, tranh dân gian. Đây, các cột đây đều làm bằng gỗ và ngói nha các bạn. Trang trí rất là đẹp. Có ngọc phê đây. Đây có một bức tranh về quê hương thời xưa nha các bạn. Đây. Nó diễn tả rất là nhiều về quê hương miền Bắc thời xưa. Đấy. Ở đây là khu vực miền Bắc nha các bạn. Quán cà phê mang nét đậm nét của miền Bắc. Ở đây có những bức tranh thêu rất là đẹp. Đây. Đây, ở đây có một bức tranh một người đàn ông đang đốt giấy tiền vàng mã để cúng kiến thời xưa nha các bạn. Ở kế bên là một cái bàn.
cái bàn rất là đặc trưng, có 3 ly rượu và một cây, 2 cây nến đấy. Lại gặp chú chó này nữa rồi. Để Yên Đệ đang giới thiệu với các bạn quán cà phê đấy, hai bên là có 2 câu đối, mình không biết câu đối gì, chắc về mình sẽ lấy Google dịch, mình dịch lên đây cho các bạn xem. Đây, ở đây là đây là có các rèm chiếu bằng tre nha các bạn, được đan bằng tre rất là đẹp. Đây được bện bằng dây cước. Đây, ở đây là tấm tre, là một trong những nghề thủ công của người Việt Nam mình, được làm bằng tay hết, rất là đẹp. Đấy, ở trên là những hoa văn được điêu khắc, đây tấm gỗ điêu khắc luôn ấy. Đấy, trên là mái ngói đây này. Đây có 3 tấm ảnh đây này, 3 tấm ảnh theo rất là đẹp, theo về họa tiết dân gian, chim, hoa và cây tre, hoa đào, rất là đẹp. Trước đây là một có xe Vespa 50S10650, biển số Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Úi, chào bạn. Ở dưới đây có một cái ao cá đây này các bạn, thường mỗi ngày thường đây bật đèn sáng rất là sáng, nhưng mà hôm nay người ta tiết kiệm điện, người ta tắt đi bởi vì khách ít quá. Đây, ở đây có một ngôi nhà cổ, hôm nào trời sáng mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ cũng đã trời đã tối rồi, mình xin phép chào các bạn nhé. Đây, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Đây là một con chó rất là tuyệt vời, nó rất là nghịch ngợm, dám ra lên bàn của khách không. Mình thì là một người rất là phải tự nhận đó, mà rất là yêu thương động vật, nhất là những chú cún con như thế này. Hôm trước mình có làm một video á về giải cứu con chú chó Kiki nhà mình để thoát khỏi con vắt á, con vắt chui vào mũi đây này, con vắt chui vào mũi. Thôi bây giờ mình về thôi, tạm biệt con chó nhé. Đây, cóc hết máy tính nè. Mình thường hay qua quán cà phê ở đây ngồi nghịch máy tính nha các bạn. Thôi chú chó bye bye nhé, tới ngủ ngon, ngày mai giấc mơ đẹp.